Chào các bạn trong các nhóm học của mình. Thì vừa rồi mình có check cái fail thì mình cả các ở các nhóm thì nó đang gặp một cái phần lỗi. Mình chưa biết là lỗi tại sao. Nhưng mà các bạn xem này, nó đang bị lỗi. Giả sử như các bạn bấm vào phần video của các nhóm thì các bạn thấy là nó đang sổ ra một cái không liên quan gì đến cái nhóm của mình cả. Đó, tất cả các phần ảnh đều bị như thế. Có thể là fail nó đang bị nó đang mình chưa biết là nó chuyển chức năng hay là gặp một lỗi gì đó. Thì tất cả các nhóm học của mình đều đang bị dính tình trạng này. Thì để các bạn có thể xem video đường online thì các bạn cứ bấm đại vào một cái video như này. Sao có đó? Đó, các bạn bấm đại vào một cái video như này, sau đó các bạn phóng to thằng này lên. Đây nhá, phóng to này. Thì ở ngay bên cạnh các bạn sẽ thấy cái list video ở trong nhóm của chúng ta. Đây list video ở trong nhóm. Thì với cái list video này thì nếu các bạn đến phần lăn xuống mà đến hết cái phần này nó vẫn đang ở bài ấy thì các bạn bấm tiếp thì nó sẽ có thêm các cái phần video ở phía dưới nữa cho đến tận cái bài đầu tiên mà các bạn sử dụng. Thì các bạn có thể xem bằng cách này, các bạn bấm vào đây, bấm vào từng bài để các bạn có thể xem. Ok, cảm ơn các bạn. Hy vọng rằng cái sự phiền phức này nó sẽ qua đi nhanh chóng, Facebook sẽ check lại cái phần này cho chúng ta. Cảm ơn các bạn.